Xin chào, bây giờ trở lại chương trình của The VLKT News và chúng ta sẽ trở lại bản tin đặc biệt tin nhắn của Hoa Kỳ. Wow, trên màn chúng ta không đâu khác là toàn cảnh của sự bạo loạn ngày 6 tháng 1 khi ông Mike Johnson đã đưa ra rất là nhiều đoạn video clip về điều này. Chúng ta hoàn toàn thấy cuộc bạo loạn này có vẻ như có tổ chức rất kỹ bởi whatever những cái thế lực bên trong. Nhưng mà điều đáng nói ở đây là FBI đã từ bỏ cuộc điều tra của những kẻ săn mồi trẻ em để trì hoãn 3 năm để điều tra vào điện Capitol. Có nghĩa rằng là họ cảm thấy cái điện Capitol ngày 16 tháng 1 nó quan trọng hơn để đi cứu những trẻ em. Một cuộc điều tra đáng lo ngại của FBI về một kẻ săn mồi trẻ em bị cáo buộc Robin Watts đã bị đình chỉ 3 năm sau sự kiện của cuộc bạo loạn điện Capitol ngày 6 tháng 1 của 2021. Các tài liệu của tòa án tiết lộ cuộc điều tra bắt đầu tháng 12 của 2020, chỉ nói lại vào tháng 10 của 2023 dẫn đến bắt giữ cái nghi phạm. Theo cái đơn khiếu nại hình sự, ông Robin Watts đã bị cáo buộc đã liên lạc với một đặc vụ FBI chìm vào tháng 12 của 2020. Để thảo luận về quan hệ tình dục với cậu bé 9 tuổi, FBI đã đóng giả là cha của đứa trẻ và liên lạc với một người dùng trực tuyến bằng cách sử dụng cái tên là Gayboy 69 Fred trong vài tuần. Trong cái quá trình tương tác, người dùng đã bày tỏ sự quan tâm đến việc đến du lịch ở Hoa Trình Đốn để quan hệ với đứa trẻ 9 tuổi có mục đích. Hơn nữa, người dùng đã gửi cho cái nhân viên bí mật một video đáng lo ngại để mô tả vấn đề lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên trước tuổi dậy thì. Bởi một người đàn ông trưởng thành như được nêu trong các tài liệu của tòa án. Vào năm 2020, văn phòng trực địa của Hoa Trình Đốn của FBI đã xác định Gayboy 69 Freak là Boring Watch, tuy nhiên cuộc điều tra đã đột ngột dừng lại sau cuộc bạo loạn điện Capitol ngày 6 tháng 1 của 2021. Cái sự kiện đột ngột này chúng ta cũng được quyền đặt câu hỏi nha quý vị. Bước đột phá trong vụ án của FBI là cuộc điều tra không liên quan ở Alaska vào tháng 10 của 2023 trình gặp lại ông Watts. Trong một lệnh khám xét liên quan đến kẻ săn mồi bị nghi ngờ khác, FBI đã tìm thấy những tin nhắn tình dục từ xứ Wales liên quan đến trẻ vị thành niên. Sau đó họ đã thực hiện lệnh khám xét, được cho là đã phát hiện ra ông Watts nơi cư trú tại cậu bé 10 tuổi Alaska cùng với bộ phận sưu tập đồ chơi tình dục nhỏ. Dựa trên những bằng chứng này, tài liệu của tòa án đã kết luận rằng có thể lý do rằng là ông Warren Watts đã vi phạm tội phân phối nội dung khiêu dâm của trẻ em. Trong khi đó, cái văn phòng trực địa của Hoa Trình Đốn FBI giải thích rằng cái nguồn lực đã được chuyển hướng để hỗ trợ điều tra vụ tấn công ngày 6 tháng 1 điện Capitol, tạm thời ảnh hưởng đến những cuộc điều tra đang diễn ra. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh cam kết siêng năng để theo đuổi tất cả cuộc điều tra, đặc biệt là cuộc điều tra liên quan đến tội phạm chống trẻ em. Trong cái vụ án này vẫn đang được điều tra, nó đi bật những thách thức mà cơ quan luật pháp phải đối mặt với khi cân bằng nguồn lực ưu tiên khác nhau để bảo đảm cái tội phạm đối với trẻ em được điều tra kỹ càng và truy tố kỹ lưỡng. Như vậy, chúng ta tiếp tục đặt câu hỏi về câu chuyện của FBI và họ dừng tất cả những câu chuyện này với cái mục đích mà họ cho rằng ngày 6 tháng 1 là một ngày quan trọng hơn. Từ từ, những cái đoạn clip ngày 6 tháng 1 sẽ cho chúng ta thấy toàn cảnh tất cả những gì đang diễn ra. Và đó là chương trình của The VLKT News, tin tức của Hoa Kỳ. Chào tạm biệt.